Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ lái thử chiếc Nissan Terra ở một cái đường thử đã được setup lên khá là quy mô. Tại sao chúng ta phải setup ra một cái đường thử như thế này? Để mục đích là thử chiếc xe Nissan Terra bản 2 cầu số tự động. Nissan Terra thì chắc chắn là các bạn đã có khá nhiều thông tin về nó rồi, bởi vì đây là một phiên bản 7 chỗ nằm trong cái phân khúc khá là khốc liệt đấy. Có sự xuất hiện của Fortuner, có sự xuất hiện của Everest. Everest là một sản phẩm cũng có thể nói là mắc binh về công nghệ luôn. Nhưng mà bên cạnh đó còn có gì nhỉ? Piaggio Sport này, rồi Trailblazer, rồi vân 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 vân. Thì bây giờ trước khi lái thử thì chúng ta hãy xem là cái Terra này, điểm qua một vài cái nhá. Thì các bạn có thể thấy tổng thể của cái Nissan Terra này thì nó tương đối giống với chiếc Navara bán tải đó, và dùng chassis rời, body on frame. Lợi thế của cái body on frame này, nó sẽ, cái thân xe nó sẽ cứng, vì vậy cái việc mà đi địa hình ấy thì nó cũng khá tốt và nó chống ồn cũng tốt. Nếu mà là dạng unibody liền, thân xe liền khối ấy, thì cái phần chống ồn của nó sẽ phải tăng lên rất là nhiều đó, và khi vậy giá thành của nó sẽ cao. Chính vì lẽ đó những cái dòng xe phổ thông như thế này thì chassis rời là một lựa chọn tốt. Phần đầu xe có thể thấy là quá giống với cả Navara luôn. Đèn xe nhá, đèn là đèn full LED, xin lỗi, đèn LED có cân bằng góc chiếu, cũng khá giống với cả Fortuner mà thôi. Và về kích thước tổng thể của mẫu xe này thì nó có chiều dài dài hơn, có thể nói là dài nhất phân khúc với những cái tên hiện đang có thị trường như Fortuner, Everest, Trailblazer vân vân. Và cái chiều dài cơ sở cũng vậy, chiều dài cơ sở đó nó hơn Fortuner, mình nhớ không nhầm nó khoảng 9 cm. Trong thiết kế xe hơi thì khoảng cách 9 cm nó như thế này là cả một sự khác biệt lớn, khi mà nó sẽ có được cái thiết kế khoang xe, và đặc biệt ở hàng ghế thứ ba nó sẽ tương đối rộng, mà chút nữa mình sẽ vào thử. Nhưng mà cái chiều dài cơ sở của xe nếu mà nó tăng lên thì đương nhiên rồi, bán kính quay vòng sẽ tăng. Nếu như muốn giảm thì phải thiết kế lại cơ cấu lái, và khi đó chi phí nó sẽ cao. Với một cái phân khúc cực kỳ cạnh tranh thì điều đấy dường như là không thể. Cho nên chúng ta phải đánh đổi có được cái này và một cái kia, và phải lựa chọn một cái tập khách hàng. Cái lợi thế của Terra này so với các dòng xe khác là cái khoảng sáng gầm xe. Khoảng sáng gầm xe nó là 225, Fortuner là 219 thì phải. Sự khác biệt đó nó giúp cho cái này có thể có khả năng vượt địa hình nó khá tốt. Tuy nhiên cái vượt địa hình nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nó còn về hệ thống truyền động, hộp số, động cơ vân vân. Nhưng mình nghĩ rằng đã chạy Navara khá nhiều rồi thì mình nghĩ rằng cái Terra này là một trong những cái sản phẩm có lợi thế về khả năng vượt địa hình, phù hợp với những cái người mà đi công việc, đi mỏ, đi vào những cái đường xấu nhiều ấy, thì sẽ là phù hợp. Động cơ trên cái phiên bản Terra, đây là phiên bản cao cấp nhất, là động cơ xăng 2.5 160 mã lực, hộp số tự động 7 cấp, Fortuner là 6 cấp. Không dám so với Everest, Everest là một siêu phẩm trong cái dòng 7 chỗ này, với gọi là mắc binh về công nghệ. Thì để mà lái thử được cái chương trình ngày hôm nay ấy thì cũng đã tháo hết cả cái bậc bệ bước rồi, để cho đỡ cản, tháo ra chứ không đi cong ấy về lại mất công nắn. Và hệ thống treo trên xe của Terra này ấy, thì hệ thống treo sau nó cũng khác, nó sẽ êm hơn. Nếu như các bạn chạy thử các bạn sẽ thấy được êm hơn so với Navara rất nhiều, bởi vì kết cấu của xe là dòng kiểu dạng như SUV thực sự. Cái thứ hai là hệ thống treo sau là lò xo giảm chấn và liên kết đa điểm tới 5. Đây các bạn có thể thấy này, cái dòng Navara dòng bán tải ấy, thông thường nó sẽ không có cái thanh cân bằng. Cái thanh cân bằng nó nối chéo kìa. Đấy, các thanh cân bằng kìa. Thanh cân bằng của Terra này rất khỏe luôn nhá. Thì khi mà chúng ta cua hoặc là chúng ta chạy qua cái gờ giảm tốc ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng cái đuôi nó không bị vặn. Đấy, thì đấy là nhờ cái thanh cân bằng này. Lốp dự phòng thì giấu ở đây. Lốp dự phòng thì giấu ở đây. Phanh sau thì vẫn là phanh tăng trống. Từ phủi ta hay gọi là phanh đùm. Bây giờ mở cửa lên xem như thế nào. Terra này có trang bị cái Nissan Intelligent Mobility. Đây là cái gói camera 60, rồi là cảnh báo người chuyển di chuyển phía sau, rồi có cả lật được cái gương kia nữa.
điều chỉnh cái mở rộng cái góc gương chiếu hậu nữa thì chút nữa mình sẽ thử. Đấy, cốp mở điện. À và cái này cũng là một cái khá hay trên cái Terra. Thì cái hàng ghế so với hàng ghế của Fortuner ấy thì là hàng ghế này là hàng ghế gập phẳng. Hàng ghế gập phẳng. Đấy các bạn có thể thấy là khoang này rộng vô cùng luôn mà sẽ ơi chắc lắm, bình thường nhún còn gì đấy, nhưng bây giờ thử bò lên xem. Đấy, rất rộng luôn. Khá là rộng. Fortuner lại lật ngang ra như này thì họ sẽ có được cái chiều sâu, còn cái này thì lại lật gập thẳng xuống đây. Tương đối rộng đấy chứ. Cửa gió hàng ghế điều, cửa gió cho hàng ghế thứ ba này có luôn. Bây giờ những cái trang bị như thế này là phải, đương nhiên là phải có, nếu không sẽ bị kêu. Mà đặc biệt ở cái điều kiện thời tiết ở mình nữa. Nhưng mà mẫu xe này xem nào. Có các cái móc treo đồ nhưng mà chưa có cái đầu điện, có nguồn điện ra phía sau nhỉ. Và đây thì là một cái cốp chứa đồ khá là nhỏ nhắn để có thể để những cái gì đó nó dẹp nó dài. Bây giờ mình thử vào hàng ghế thứ hai xem. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nhá. Nói chung là nhờ cái chiều dài cơ sở thì dài hơn thì đó là một lợi thế rồi. Nhưng mình sẽ phải ngồi thử xem nó có thực sự là rộng rãi hay không. Chúng tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết tới các bạn là cái mẫu xe này về những cái điểm tiện ích tiện nghi rồi. Giờ mình sẽ làm lại một round nữa xem nó như thế nào. Đấy, trang bị ghế da này, ghế da màu này cũng được. Da này thì sờ nó có vẻ như là mềm hơn, mềm mượn mịt và xịn hơn so với Navara. Đương nhiên rồi, bán tải thì chỉ là tương đối mà thôi đấy. Bây giờ không có bệ bước, không có cái bệ bước lên thì nếu như tôi bước lên thì thường thì tôi sẽ cầm cái này bước lên, kéo phát đu lên. Hàng ghế thứ hai này quá rộng rồi, thực sự là rất rộng luôn. Cửa gió ở đây, cửa gió ở trên trần nữa. Đấy, điều chỉnh gió đây. Rộng thật. Nhưng mà xe này lại không có các cái nguồn sạc ở đây nhỉ, cũng không có khe cắm USB ở đây. Mình nghĩ là bây giờ những cái dòng xe 7 chỗ thì nên có bố trí khắp nơi đi. Sàn thì tương đối phẳng. Gầm cao mà, bố trí kể cả hệ thống dẫn động 4 bánh. Nhưng mà việc bố trí sàn nó dễ hơn, ghế có thể kéo lên như thế này, kéo xuống như thế này. Độ ngả tốt. Bệ tỉ tay, có khay để nước. Nhìn chung là khá tốt. Xe 7 chỗ như thế này là tốt. Có điều kiểu dáng thì tùy thôi. Mua xe của mình phải kiểu dáng nữa. Đấy. Ghế thì một lẫy là lên. Ghế một lẫy là lên. Có thể bấm ở phía trên, chút nữa mình sẽ lên trên mình bấm. Nhưng ghế thì rất dễ. Một chạm, lên luôn, nhẹ nhàng. Bước xuống sau. Xe đang phục vụ sự kiện cho nên nó hơi bẩn. Thì nếu như mà ngồi như thế này thì rõ ràng là đây, để mình ngửa ra. À, cái này cũng đang ngửa quá. Thì nếu mà để nguyên cái ghế này đẩy xuống phía dưới rất sâu. Xoay sợ. Đấy, thì rõ ràng là ngồi như thế này là không thoải mái một chút nào. Vì vậy chúng ta sẽ cân bằng các cái nhóm lợi ích. Đi đâu cũng vậy, chúng ta phải chia sẻ. Chứ sướng một mình là cũng mệt phết đấy. Đấy, ngửa ra độ ngả tốt nhất. Thì mình sẽ phải điều chỉnh cái này lên một chút. Đấy, điều chỉnh lên một chút thì để nguyên như này ngồi cũng ok. Tuy nhiên cái chân này này, cái chân này bởi vì là cái sàn này nó khá cao nên cái chân nó sẽ bị dốc lên như thế này. Mình sẽ cần đẩy cái ghế này lên một chút nữa, chỉ một chút thôi, khoảng 4 phân thôi. Người thứ hai cũng có được cái không gian tốt, hàng ghế thứ ba cũng có một cái không gian tốt. Độ ngả thì ok rồi. Đây, mình điều chỉnh luôn nha các bạn. Lên một tí thôi. Một tí thôi là ngon ngay mà. Rồi, thoải mái. Thậm chí có thể đánh bài được ở đây. Cửa gió này ok, rộng rãi. Nước, hai bên để nước. Nhìn chung là đủ nhu cầu. Còn về tiện ích công nghệ 4, 5, 6, 7, 8.0 thì cứ nhân tiền lên thôi.
Rồi, bước vào Terra mà cảm giác như ngồi Navara. Vô lăng giống này, bảng điều khiển giống này, toàn bộ dàn tablo giống này, màn hình 9 inch. Nói chung thiết kế thì không khác gì cả. Ở đây có khác là có thêm cái nút bật cái hệ thống điều hòa phía sau, dàn lạnh phía sau. Đấy. Hệ thống hỗ trợ đổ dốc này, gài khóa vi sai sau này, và hệ thống gài cầu. Màn hình này thì màn hình này mình nghĩ khoảng 9 inch nhỉ? Màn hình khoảng 9 inch. Fortuner hình như màn hình bé hơn, nó khoảng 7 inch thôi. Hộp số tự động 7 cấp cũng là một lợi thế. Và có ở đây các bạn có thể thấy này. Đây là gập cái hàng ghế sau lại thì mình có thể điều khiển ngay đây được. Đấy, gập đấy các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ gập một cái nữa nhá. Mình sẽ nhấn một cái nữa cho các bạn thấy. Đấy, mời anh vào. Nhưng gặp thôi, không bật lên được đâu. Bật lên lại phải thêm tiền, mệt lắm. Và đây là tắt bật cái hệ thống cảnh báo băng qua, vật cắt qua. Thì cũng tương đối là an toàn đấy. Với một cái mẫu xe mà có cái kích thước dài rộng như thế này thì rõ ràng những cái tính năng an toàn như vậy là rất tốt. Để mình để nổ lên luôn xem. Chìa khóa đấy mà. Máy xăng, vô lăng. Vô lăng có rất nhiều bình luận rất hay trên kênh của Auto Daily về cái vô lăng này, cũng khá là hay. Không dám khen là đẹp, nhưng trông cũng được. Nó khiến ta nghĩ tới nhiều những cái hình tượng khá là vui. Có lẽ trên các cái dòng Nissan ấy, Navara cũng vậy, hay là Terra này, mình rất thích cái khay này. Cái khay này dù nó nhỏ thôi, nhiều khi mình đi đâu đi dài mình để cái bộ đàm lên đây cũng được này. Thậm chí nếu mà muốn có nước mát nhá thì mình lại đặt lên đây một chút sau thôi, nước mát lạnh luôn. Và hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera, đây mình xem, camera 360, đúng rồi. Và hệ thống chuyển gương đấy, có thể bật hiển thị trên ngay trên gương này nữa. Rồi thì chính là nằm trong cái gói Nissan Intelligent Mobility. Cái đấy họ ta hướng tới là những cái tính năng an toàn cho người lái và cho cả những người xung quanh khi tham gia giao thông. Bây giờ thì mình sẽ lái thử xem nó có thực sự hay như quảng cáo không nhá. Thực ra Navara chạy địa hình cũng khá hay rồi. Nếu mà chạy trên đường xấu ấy, gầm nó chắc lắm. Thì để xem mẫu xe này nó có đã chắc rồi, chắc thì sẽ là chắc đấy. Nhưng mà nó có êm hơn không? Lờ rồi đúng không? Ví dụ người đang ngồi rồi bấm có bấm thì nếu mà người tì lưng ở đấy thì không được. Sao? Và nếu mà anh mà nhồm nhổm lên đây này nó bật vào người anh ngay. Ok. Rồi chờ mãi rồi cũng đến là lái thử. Lúc nãy thì xe đầu tiên thì là toàn là các anh, bây giờ là lại là các em. Thích quá. Bắt đầu. Run quá. Bắt là phải phập này nhở. Rồi bây giờ đi nào. Để garanti là nhiều anh. Để garanti nào. Bật cái cam 360 lên nhìn cho nó nét. Cả đấy cam 360 nhìn được cả đấy. Trên đây đấy chính là trong cả cái gói luôn. Gói Intelligent Mobility của Nissan này đúng không? Anh sẽ thấy cái bánh nó trượt. Rồi, trượt. Đấy, nó không đi được. Đây bỏ chân này. Luôn, nó không đi được. Mình đóng khóa vi sai. Đóng khóa vi sai này. Luôn. Co chân lên này, đi luôn. Đấy. Vi sai này thì đối với dòng này thì chắc là dùng ở tốc độ thấp và khi cần vượt cản lớn thôi nhỉ? Đúng rồi. Còn nếu mà đi tốc độ cao thì... Tốc độ cao thì mình nên tắt khỏi visa. Nên tắt đi. Không nó khó đấy, cua. Để xong rồi di chuyển mình lại tắt nó đi. À, chỉ dùng khi cần đấy nha các bạn. Đúng rồi. Nó có báo trên đồng hồ. Cái Nissan Terra này trên cái màn hình này nó có thể hiện cái độ cân bằng của xe. Độ nghiêng và độ nghiêng, dốc. Độ dốc. Đấy, chế độ off-road. Đấy là cái option thêm của xe đấy. Bây giờ thì mình sẽ leo lên cái dốc. Dốc này thì mình nghĩ đơn giản thôi. Nói thật là nhiều khi hò hét cho nó vui thôi, chứ còn mấy cái địa hình này nó cũng dễ mà. Gầm xe có vẻ chắc chắn đấy. Treo sau thì êm nhỉ? Vâng. Treo sau êm hơn. À, đơn giản. Nó lên thẳng thôi chứ không là... Rồi chậm lại. Đến đầu bên này mình sẽ kích hoạt cái hỗ trợ xuống dốc.
Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái hệ thống trợ xuống bật lên đúng không? Thả chân ra. Thề đấy. Thề luôn. Thả nhá. Thả luôn. Nếu mà cái dốc này nếu mà không kích hoạt, ví dụ mình phải kiểm soát phanh thì cũng đạp khá sâu mà để thả nó trôi về tầm 30 không? Đúng rồi. Không cần. Nào. Nó phanh rồi đó. Ngon đấy. Ui. Tốc độ cực kỳ chậm luôn này. Tốc độ nó khoảng 5 gì đấy thôi. Tại vì khi mình xuất phát là mình dừng không. Nên là nó thả xuống nó sẽ thả rất là chậm. Giờ lại mất camera 360 nhỉ. À cam này anh đi là nó sẽ tắt. Anh cứ đi lên đến cái tốc độ đủ là nó tắt đi. Nó tắt đi. Cam này là anh chỉ bật lên để cho anh nhìn trong một phút chốc vào đấy thôi. Bây giờ đi tiếp theo bài thứ hai. Thực ra trong off-road thì cái phần kiểm soát tốc độ và lực bám rất là quan trọng. Điểm tiếp xúc giữa xe và đường là duy nhất là trên cái lốp mà. Bây giờ thì chạy tốc độ cao hơn một chút xem. Được đúng không? Được. Okay. Chắc lắm. Xe chắc lắm. Con này nó khác Navara ở cái là nó được treo sau và là treo sau là lò xo và mình xuống đây. Và liên kết đa điểm, 5 điểm thì phải, và có cả thanh cân bằng. Đấy. Chậm rồi. Xuống đến dưới thì mình sẽ bật khóa vi sai trước để mình cua lên cái dốc chéo kia. Bật đấy là con dốc cua khá khó đấy. Rồi, nước đây được khoảng nửa mét đâu. Dốc bên trái anh ấy nhé. Dốc bên trái sai luôn. Rồi, bật khóa vi sai luôn. Đấy, vi sai chỉ dùng chỉ cần ấn thế thôi. Khi nào mà nó khó. Rồi, lên thôi. Quá đơn giản. Nhưng mà mình phải thử. Vi sai sau. Đấy. Qua xong lại tắt đi. Anh em nào đam mê chạy đường xấu thì luyện tập thôi, không có cách nào ngoài việc luyện tập cả. Rồi, sai chạy. Đi thẳng đây tiếp à? Dạ vâng. Chúc cảm giác rác lái thì nó cũng như Navara thôi. Điều là nó cũng chắc chắn Navara chạy cũng chắc lắm. Treo sau thì nó êm hơn chút. Thì anh Hùng đang chạy Navara rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Là chuyên gia lái thử xe thì là so với Fortuner như nào? Không dùng nghiêng thì không cần đâu. Anh Tú. Dạ. So với Fortuner thì thế nào? Mỗi xe có một ưu nhược điểm riêng. Cái trả lời rất ngoại giao. Ủa, ô chế tổ nó chữa rồi. Đây đâu? Dạ, không sao luôn. Rồi, chữa đi. ABSL lúc này nó đang kích hoạt đây. Đấy. Thống phanh cái bánh xe khi nào nó trượt đúng không? Đúng rồi. Trượt thì phanh bớt nó trượt sang cái xe còn lại, bánh còn lại. Bánh còn lại thì nó sẽ giúp xe mình lên được. Nói chung Nissan thì các hệ thống hỗ trợ và cái hệ thống an toàn thì hoạt động khá tốt, mình chạy nhiều cũng biết. Mỗi tội anh em hay comment cái vô lăng này nó hình cái gì đấy, chắc anh em tự biết với nhau. Nhìn lại càng kích thích chứ anh. Mình sẽ trái anh Hùng ơi. Bài này cho anh Hùng vui đấy. Bài này mình sẽ dừng ở đây. Rồi đạp lên 50. Anh lùi xuống một tí, không đủ tốc độ 50. Ok. Bài này là bài cảm nhận cái chuyển đổi trọng tâm. Vâng. Mình sẽ chạy lên tốc độ 50 km/h không phanh. Bằng cách là đề pa cái anh đạp hết ga. Đạp hết ga lún sàn. Khi bắt đầu đến cái biển background kia thì mình sẽ buông chân ga ra và lúc đấy anh chỉ tập trung vào lái. Rồi chỉ lái thôi, không phanh nha, qua cua không phanh. Qua cua không phanh không ga. Ok. Sẵn sàng. Dạ. Có tí hồi hộp. Hết ga. Lên chưa? Buông chân. Rồi lên luôn đi. Khá thú vị nhỉ. Kể mà đường nó đủ dài đủ to. Đủ dài thì mình có thể trượt cho anh có thể trượt được nhiều hơn. Mình chạy số thấp một tí. Vâng. Có phá xe không? Như thế có phá quá không? Không, trượt như thế là trong quy định cho phép anh. Quy định cho phép luôn. Vâng. Tốc độ 50 đoạn đấy thôi, 70 thì là phi ra đường. 70 nó sẽ trượt xa quá. 70 nó phi ra đâu biết. Đấy. Tốc độ và độ bám là cực kỳ quan trọng các bạn. Nói chung là xe là qua bài thử rất nhanh này thôi, nhưng mà ngon mình đi thẳng hay là đi trái nhỉ? Mình sẽ trái đấy chứ. Ngon của nó. Nói chung sinh sau đẻ muộn nhưng mà chiến thuật nó khéo léo thì cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Kinh nghiệm nhiều hơn, nhiều cơ hội nó thành công hơn. So với những chiếc xe gọi là thần thánh như là Fortuner hay là những chiếc xe mắc binh công nghệ như Everest nhỉ? Và vừa rồi là kết thúc vòng chạy thử rất là nhanh. Một cái bài thử rất ngắn. Nhưng có thể thấy là Terra một chiếc xe có cái khả năng vận hành khá tốt đấy. Rất tốt. Rồi.
Và nếu như anh em ai muốn lái thử thì hãy qua Gamuda nhé, và Gamuda đăng ký lái thử để có được những cái cảm nhận chân thực nhất của mình. Còn bây giờ thì hãy like và subscribe kênh nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.